này đi. À, chỗ nào? 6 đứa rồi. Chỗ mà... chỗ nào ai biết đâu, à, chỗ đó là hai người đi chứ 6 đứa này đi không được, phải không? Trời ơi, mày coi cái nó quýnh ta là đã quét luôn rồi. Uống cà phê mà phải cầm theo chứng minh dân nữa. Trời ơi, để ớt nha. Có mang chứng minh dân. Vậy là chỗ đó vừa uống cà phê vừa tắm vừa ngủ đúng không? Tao có mặt nó kìa. Đồ quỷ nó đúng không cô? Là sao mà đừng có quay phim, nó có biết quay phim rồi. Nó chứ uống ở đâu? Để em. Uống ở đâu? Ngọc Thảo hả? Ngọc Thảo là chỗ nào? Ở Môn Quẩy á. Ngọc Thảo. Hay là uống anh đi Sài Gòn. Hay là cái gì mà mới mở ngay cái góc. Thôi rồi, rồi cái bánh mất em rồi. Ờ em tên. Em tên ngay khúc mà Nguyễn Nhân Linh. Hảo với tên Nguyễn Nhân Linh á. Sao thì hai chị biết không? Rồi chừng nào mới mới tới. Ủa gì vô xe đúng không? Hôm qua 5 phút, 10 phút, 15 phút. Anh lẹ lẹ nha. Qua chủ yếu là trả tiền thôi đó. Dạ, ấy dạ, ấy dạ. Đi qua chứ cầm quà, anh đang nợ quà tôi nhiều lắm á. Hôm qua Ngọc nó kêu tôi muốn sao đen quay một đời để nghe chồng khác. Bởi vì nhỏ này ghê lắm. Rồi vậy nha. Rồi thích dành cũng chiều ghê không? Rồi chiều nó đụng chiều tôi mệt mỏi lắm á. Rồi làm nhà tôi mới. Rồi. Mẹ phái con này nhất luôn á. Bài thích gì anh cũng cho, phái gì anh cũng chịu. Được, chồng mày gì được. Rồi.